Xin chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 18 giờ hôm nay mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật. Thông tin được đăng tải trên trang các báo dinh điêu vn vietnamnet.vn, nhân dân.vn, thanh niên.vn và vietnamnet.vn. Đề xuất giãn chu kỳ kiểm định 6 tháng cho xe cá nhân dưới 9 chỗ. Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến góp ý các bộ, ngành dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16 về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đáng chú ý, dự thảo thông tư bổ sung nội dung cơ quan đăng kiểm tự động cấp xác nhận gia hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định đối với phương tiện tham gia giao thông, giúp giải quyết căn bản thực trạng ủng tắc trong kiểm định xe cơ giới hiện nay, đáp ứng tốt nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp trên cơ sở phân tích tình hình thực tế cùng các kiến nghị của người dân doanh nghiệp hiệp hội vận tải đồng thời đặt lợi ích của người dân và đất nước lên trên hết cục đăng kiểm việt nam bộ giao thông vận tải thống nhất cho phép áp dụng ngay chu kỳ kiểm định mới đối với ô tô chở người đến chín chỗ không kinh doanh vận tải đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định mà chủ phương tiện không phải đưa xe đến kiểm định lại đây là phương án hoàn toàn phù hợp với thực tế và có tính khả thi theo tính toán khi áp dụng quy định mới này sẽ giúp giải quyết ổn thỏa tình trạng ủng tắc trong thời gian khoảng hơn một tháng 140 học sinh dự thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế được miễn thi tốt nghiệp. 140 học sinh trong danh sách miễn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 là những học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2023. Những miễn thi đối với các thí sinh nói trên được căn cứ theo quy định của quy chế tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo quy chế, học sinh tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế các môn văn hóa thuộc một trong số các đối tượng được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phát hiện nhóm đối tượng mua bán khí cười số lượng lớn. Lần theo đường đi của việc mua bán một bình khí cười N2O, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị đã nhanh chóng triệt phá một đường dây chuyên cung cấp khí cười cho quán karaoke, quán bar, vũ trường. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, mỗi đêm các đối tượng cung cấp từ 10 đến 20 bình khí cười cho các quán bar, vũ trường, karaoke, chung cư cao tầng trên bàn tỉnh Bình Dương và thu lợi bất chính với số tiền rất lớn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Tiếp tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. Tập đoàn Wagner chuyển giao thành phố Bakhmut cho quân chính quyền Nga. Ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn đánh thuê Nga tham chiến ở Ukraine, cho biết từ ngày 25 tháng 5 lực lượng tập đoàn này sẽ rút về phía sau sau khi hơn 20.000 quân Wagner đã thiệt mạng để chiếm Bakhmut. Phía Ukraine nói Wagner đã giao lại các tiền đồn ở ngoại ô Bakhmut nhưng vẫn duy trì bên trong thành phố. Nga nói rằng việc chiếm Bakhmut sẽ tạo bàn đạp tiến công ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, Kiev khẳng định vẫn đang chiến đấu và dùng lực lượng Nga vào trong thành phố. Kinh tế Đức rơi vào suy thoái. Dữ liệu chính thức cho thấy Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã rơi vào suy thoái khi người tiêu dùng chi tiêu ít hơn do giá cả tăng mạnh. Nhìn chung, chi tiêu hộ gia đình tại Đức đã giảm 1,2% trong quý đầu tiên do người tiêu dùng giảm chi tiêu hơn cho thực phẩm, quần áo và đồ nội thất. Chi tiêu chính phủ cũng giảm 4,9% so với quý trước, Giới kinh tế cho rằng kinh tế Đức sẽ không giảm thêm trong các quý sau nhưng cũng chưa thể hồi phục mạnh mẽ. Động vật trên trái đất đang tiến gần một cuộc tuyệt chủng hàng loạt. Gần một nửa số loài động vật trên trái đất đang đối mặt với sự sụt giảm số lượng nghiêm trọng, gần gấp đôi so với ước tính trước đây. Điều này sẽ rất sớm dẫn đến một cuộc tuyệt chủng hàng loạt. Nhà sinh vật học tiến qua Daniel Binchay ra dòng ô -so cùng nhóm nghiên cứu của mình tại phòng thí nghiệm đa dạng sinh học Macro thuộc Đại học Queen, Phát đã xem xét hơn 700.000 loài, bao gồm động vật có vú, chim bò sát lưỡng cư cá và côn trùng để hiểu quần thể nào có nguy cơ biến mất khỏi hành tinh và quần thể nào có cơ hội sống sót theo nghiên cứu các loài bị ảnh hưởng nặng nề nhất có xu hướng cư trú ở vùng nhiệt đới nơi chịu những tác động rõ rệt nhất do biến đổi khí hậu mặc dù nghiên cứu mới này được giới khoa học quốc tế đánh giá rất cao nhưng vẫn tồn tại những lỗ hổng có nhiều quần thể loài không xác định hoặc chưa được ghi nhận ngoài ra phạm vi nghiên cứu chỉ giới hạn ở các vùng nhiệt đới Khu vực nhiệt đới có số lượng loài cao hơn nhưng không đại diện cho số lượng và đặc tính tất cả các loài trên thế giới. Nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí Quai đi Online Library, vài tháng sau khi một nghiên cứu khác tiết lộ chi tiết mới về sự kiện tuyệt chủng hàng loạt đầu tiên trên trái đất diễn ra cách đây 550 triệu năm. Quý thính giả thân mến, những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook ở Hà Tĩnh xuất hiện hình ảnh điểm cung cấp phao bơi miễn phí cho trẻ em cùng dòng trạng thái hình ảnh ấm lòng tại bãi biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh. Theo đó, trên một cây khô trang trí trên bãi biển có treo tấm biển thông báo, phao mời miễn phí. Vì sự an toàn của trẻ em khi tắm biển, quý cô, chú, anh, chỉ lấy phao ra tắm và tắm xong nhớ bỏ lại cho người sau sử dụng tiếp. Xin cảm ơn. Được truyền tải trên Facebook và nhận được rất nhiều bình luận tích cực, ủng hộ hành động trên. Anh Trần Xuân Vũ 38 tuổi, chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ ở khu du lịch biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, người thực hiện ý tưởng trên, cho biết trước đó anh mua một số lượng lớn phao về trang trí quán hàng của mình và dư ra hơn 100 cái phao nên dùng toàn bộ số phao này, cộng với việc mua thêm cả áo phao cho trẻ em để người dân khi đi biển ai cần thì dùng. Thưa quý vị, Tú Lệ là một xã nhỏ của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và cách trung tâm thành phố Yên Bái khoảng 137 về hướng Tây. Nơi đây là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái, đến du lịch tú lệ du khách không chỉ được ngắm nhìn phong cảnh đẹp mà còn có thể giao lưu văn hóa, tìm hiểu những nét đẹp trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của con người nơi đây. Tú lệ không chỉ có du lịch mù càng chải với những cánh đồng ruộng bậc thang đẹp mê hồn, mà nơi đây còn sở hữu riêng cho mình những nét đẹp ẩn dấu sau những rặng núi non trùng điệp, mập bờ sau làng mây trắng trôi lặng lẽ len qua những kẻ đá, nhẹ nhàng mà đầm thắm như cô gái sơn cước ấp chỉ dám ló mặt qua từng bông qua rừng tinh khôi vậy, đến bản liềm mông. Ngôi bản nhỏ của đồng bào dân tộc mông sinh sống nằm nép mình bên đèo khao phạ hùng vĩ, bản làng ấy hiện lên giữa vùng núi rừng bao la thật nhỏ bé. Quý khách tới đây ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên quang đảng, chết in với những thửa ruộng bậc thang xếp lớp lan tựa như nhịp bước lên cánh cửa thiên đường phương xa vậy. Cùng với đó, quý khách được tận mắt hoạt động thường nhật của bà con nơi đây gần gối mà mộc mạc, chân chất của miền sơn cước. Với vẻ đẹp thầm kín của tú lệ đã khơi gợi biết bao con tim thổn thức, đánh nhịp những đôi chân ưa khám phá lên miền non cao này để thưởng thức cái đẹp đám sai cảm nhận hương vị núi rừng trong xanh mà thuần khiết mà ít nơi đâu có được. Vậy nên để chuyến đi của bạn trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Thưa quý thính giả, những cánh rừng ô liu yên tĩnh, những ngôi làng phủ một màu sơn trắng tĩnh mịch đã khiến cho Anh trở thành điểm đến lý tưởng khi du lịch Bồ Đào Nha. Với khí hậu địa trung hải có nắng ấm, giải bờ biển lộng gió, bên cạnh những vách núi dựng đứng ấn tượng sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm sau chuyến đi và mệt mỏi. Du lịch Bồ Đào Nha, dừng chân ở Anh có nhiều hoạt động du lịch rất hấp dẫn mà bạn khó có thể bỏ qua như được thử cảm giác mạnh với nhảy dù đôi. Du khách có thể chọn những quang cảnh hùng vĩ và điều kiện thời tiết thuận lợi để thực hiện trò chơi này. Biển Algarve cũng là một trong những địa điểm lướt sóng nổi tiếng nhất châu Âu, rất phù hợp với ai có tham vọng chinh phục những con sóng dữ. Ở đây bạn có thể ngắm nhìn những pha lướt sóng đẹp mắt của những tay lướt chuyên nghiệp, hoặc bạn cũng có thể tự trải nghiệm bằng những con sóng nhỏ. Ngoài ra các bạn có thể lặn biển để khám phá lòng đại dương ở đây. Lòng biển Algarve cũng chính là nơi chứa con tàu chiến lược quân sự bồ đào nha bị đánh chìm ngày nay nó trở thành điểm tham quan hấp dẫn của bồ đào nha lặn sầu xuống nước du khách còn được tận mắt chứng kiến rặn sang hôn nhân tạo lớn nhất thế giới và các sinh vật sống dưới đáy đại dương đến với địa điểm nổi tiếng bồ đào nha anh gáp bạn cũng đừng quên trải nghiệm bơi cùng với những chú cá heo dễ thương hay tản bộ trong những vườn nho ô liu ở những làng quê nhát quý vị thân mến bản tin trợ lý ảo điểm báo hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 6 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2023. Thân mến chào tạm biệt.